thích nha anh em nhá, dành cho các chị em cũng được nha, chị em hơi đúng rồi. Một tí như phải nhấn nữa. Mạnh nhá, nó là hàng Honda nhá. À, đây em phải nhấn mạnh đây anh ơi, quay chi tiết cho em hai chi tiết này. Thường là các anh em kiểm tra đây có thấy chữ Honda rồi, nhưng các một số các địa chỉ họ hay thay cái lốc này có 25.000 là thành lốc Honda được, thì anh em phải kiểm tra tiếp cái ốc đầu bò, cảm giác cái ốc đầu bò nó ngắn anh em nhá, nó mới là chuẩn Honda. Hàng dài là hàng liên danh, cánh tản nhiệt nó chuẩn độ dày, còn nó mỏng đơ, nó dại ra là hàng tàu, củ chế Mitsuba, tất cả hàng xịn hết các anh em này, ốc châm đồ đạc này. Đấy, hàng zin Honda nhá anh em nhá, chuẩn hết từ những chi tiết sơn càng đúng không ạ, pha đèn đấy, mắt cú chuẩn MSX 2014 màu trắng đấy, có dán ba lớp lên rồi, khách hàng bây giờ lấy chỉ việc đi thôi, anh cho chị em đi cũng được, chị như chị Dung đi, nói vì cái hàng này nó nhỏ mà. Nhỏ đi rất là thích đấy. Hoặc là anh em mà chiều cao hơi khiêm tốn tí mà lại thích các cái dòng thể thao nhé, dòng xe nhá. Côn máy 125 các anh em nhá, rất phù hợp cho những khách hàng có đam mê dòng xe Côn mà chọn cái phân khúc CC 125 đặc biệt là của Honda đúng không ạ. Về Honda thì ngoài Winner thì anh em có thể chọn sang MSX thôi, chứ còn về xe Côn thì không có cái hạn mức ở cái mức độ tầm trung, nó toàn chuyển sang những hạng CBR hoặc những cái hạng CB đời cao thôi đấy, của Honda mà. Nên là hàng Honda cái phân khúc giá 20 triệu cho những chiếc MSX dáng mi nhon đấy. Hàng Côn các chị em 125 rất hợp lý. Đấy mà bằng chiếc Way chiều cao đúng rồi, khiêm tốn vẫn đi được cái đồng. Ngồi nó rất là thoải mái các anh em nhá. Ngồi nó cũng như đấy, nó trông thủ trước thủ sau. Rất cá tính đúng không ạ? Chị em phụ nữ đi xa đi đường trường nhiều chạy mà, trên này. Chị gặp nhiều mà. Có gì mà chê. Đội quả mũ hầm hố xong bắt đầu mặc đồ bó đi cái dòng này rất là hay. Cái nào nó là của Honda. Đấy, Honda là có của FB. Vẫn là rất là thông dụng. Thiết kế các chi tiết nó rất là chắc chắn và bền bỉ. Nên anh em yên tâm. Này mang về chạy về quê rồi. Thoải mái mà, anh em đi xa, đi phượt, đi công tác, đi làm đều vô tư hết. Quả cặp đằng sau để là nó cũng đầy đủ phụ kiện rồi. Dành cho những chị em hoặc anh em nào cá tính chọn những dòng xe Côn. Phân khúc giá hợp lý. 20 triệu thôi nhá. 20 triệu đồng thôi mọi người ạ. Chỉ 2 lít đến 2 lít 2 thôi, hoàn toàn hợp lý. Vâng, 1 lít 8 2 lít thì là ngày 2 lít đến 2 lít 2, nhỉnh hơn có 0,2 đến 0,4 lít trên 100 cây. Rồi, tiếp theo một chiếc Winner ạ, Winner màu tần. Đấy, anh chị em nào thích trải nghiệm Winner V1, đúng rồi, một trong những mẫu của Honda Tycoon mà giá gọi là hợp lý nhất, không thể hợp lý hơn được nữa. 6 số nha, các anh lưu ý nguyên cái vấn đề về số, nó đã trải nghiệm được tận 6 số đúng không ạ? Về giải số thì các anh em đi Exciter nó có 5 thôi, ngày xưa còn có 4. Đấy, các dòng xe thông dụng thì nó cũng chỉ đến 5 là quay lại là chủ yếu. Riêng Winner lên được tận 6, anh em có thể xem đúng không ạ? Đây. Đấy. 6 số anh em nhìn đúng không ạ? 6 số luôn, rất thoải mái để mình chạy đường trường, đi những ở cái giải xa, đi số 6 cực kỳ êm và nhẹ và thoát. Một chiếc Winner màu đen sần nha anh em nhá, biển 29X154178. Giá đấy. Mới thôi 18 triệu. Tháng 12/2016 nó là bản sân này, có 18 triệu thôi. Chính xác là bằng một chiếc Way những giai đoạn này. Đấy, nên khách mà có nhu cầu cứ mạnh dạn chọn cho em, chạy chơi đi, chán lại bán đúng không? Không sao. Hàng nó vẫn là bảo hành cho các anh đầy đủ cả máu máy cả an ninh luôn. 2016 đúng không? Anh em nhìn này, càng các cái đầu tiên này anh em ạ, của Winner X, Winner đấy. Còn dày dặn hết, thoải mái chạy. Biển Hà Nội đúng không? Được rất nhiều. Giá có 18 triệu. Way 2022 bên em cũng đang bán ra 18 rất nhiều những chiếc màu xanh biển Hà Nội. Đấy là để anh em lựa chọn hai mẫu xe Winner Côn 6 số hay là xe Way 110. Được test này, được test, bên em test rất là kỹ càng rồi. Đó, Winner nó còn có cả thiết bị FE phun xăng điện tử. Đấy, nó là hàng Côn, nó đã tiết kiệm xăng mà nó lại có FE nữa. Nên chạy nó cực kỳ tiết kiệm xăng. Dành cho gần như nếu anh em chở hàng dịch vụ mà không phải liên quan đến vấn đề bắt buộc phải lái thì, cả hai tay thì anh em chọn cái này là rất hợp lý. Đấy. Rồi. Đó, tiếp theo nha anh em nhá, một chiếc chị Dung này đỏ thế. Cảm ơn. Rất quan nhiều anh nhất. Em đang comment cho hai chị em nhá. Vâng, quan trọng nhất là vừa tiền nhưng mà vẫn là chất lượng mọi người nhá. Con Ford vừa xong ấy. Máy zin, đồ đạc zin. Có 5.500.000 thôi. Đấy, nhưng mà xăng thì hơi tốn một tí. Anh Trần Cánh Duy, nó phụ thuộc vào xe của anh đẹp hay không, đều hay không, chạy nhiều hay không anh nhá. Dao động tầm khoảng gần 30 là chắc chắn rồi. Đối với những bản đen sần biển Hà Nội 2019. Những chiếc đẹp xuất sắc mấy nghìn cây nó thậm chí nó còn bán ra cao hơn 2020. Đấy, anh phải xác định như thế. 2020 em đang bán là 31.5. Gian ớt đây, phục vụ anh em một mẫu gian ớt biển Hà Nội, khóa smart cây. Những cái mẫu biển Hà Nội và đời mới thì vẫn là luôn luôn có sự khan hàng nhất định.
có sự đón nhận của rất nhiều khách hàng. Rồi, biển 29H2 anh em nhá. 33788 ông biển đẹp nhỉ. 33788H2. 24 triệu cho khách hàng nào lựa chọn mẫu 2020, những cái mẫu ra nốt đời rất là mới anh em nhá. Bản khóa smart cây. Đấy này anh em nghe tiếng máy này. Đấy, 5.000 cây. Sorry, 2022 em nhầm, sao 2020 cao thế. 2022 các anh em nhá, 24 triệu. Khóa smart cây, bản xanh là xanh sần này. Xanh sần đấy. Lốp và còn zin này, các anh em nhìn zin và còn dày đúng không? Càng ốc trục đĩa chưa có tháo, chưa vặn, sơn zin hết. Rồi, tất cả con đều nguyên bản. Biển số 29K61072. Chờ em một chút nhá, chút nữa em vào. Em like hôm qua cũng thấy có nhiều anh em hỏi cọc lắm, anh đợi em check lại vì có khả năng là cũng có những anh em cọc rồi anh nhá. Đấy. Nào anh em nhìn đồ đạt này, anh em nhìn. Những chiếc xe người ta đi ít ý, thứ nhất là người ta không để bẩn này. Đấy, không bị sần, không bị xước sát này. Có thật xe của em đi phá lắm, đồ đạt em để lung tung mục hết cả lên. Dùng như phá. Dùng như phá. Đây nhưng mà đồ đạt anh em đây, chị em đây thì giữ gìn quá cơ ạ. Đúng ạ, anh quay lại cho em một lần bên này bên trong cho anh em nhìn. Thường thường anh em nhìn nó đự để nhiều đồ bẩn thỉu, xước sát đúng không ạ? Này con này thì không, đúng không? Rất là ok. Rồi, 24 triệu nhá. Khách hàng có nhu cầu chọn những cái mẫu da nớt được cái là máy 125 rất là khỏe. Rồi. Rồi nha anh em nhá. Ơ sao con này hôm trước thông dụng thì quay, em vẫn còn đây nhẹ để phục vụ khách hàng. Lách đúng không ạ? Nhẹ nhàng lượn lách phố quốc xá dân, là quốc con dân. Này. Quốc dân. Rồi. Đấy, một chiếc quay 110 nha anh em nhá, 110 màu xanh tím. Đời 2022 ạ. Chạy hơn vạn rồi, con này chạy hơn vạn, biển 29P Cầu Giấy, P1 kiểm tra chị này. 96181. Tháng 6 2022. Rồi. Để giá cho anh em mình là 16.800.000. 16.800.000 nha anh em nhá. Một chiếc xe quay 2022 ạ, chạy vạn 8, hay quay cho em chi tiết luôn vạn 8 luôn này. Đây chính xác gọi là rượu nhạt bán người nhớ. Thực ra những dòng này các anh em xác định là nó được sẵn rồi, xe vào tầm ngon rồi đúng không? Máy móc gọi là vẫn nguyên zin, nhựa nhớt vẫn, đồ đạc vẫn theo xe đầy đủ để phục vụ khách hàng. Giá là 16.800, nó nằm trong cái phân khúc giá để cho anh em sử dụng một chiếc xe cũ lướt là hợp lý. Mới đăng ký xong thì biển Hà Nội các anh em vẫn xác định phải ngoài 2. Bây giờ anh em bỏ ra hơn 16 triệu là sử dụng cho em. Vẫn là zin nhá, rồi, nguyên zin. 16.800 anh em nhá. Xong rồi. Ờ, con này được rồi mà. Ok rồi. Rồi tiếp theo một chiếc xe Avanes. Đầu to 110, màu đỏ đen trắng nha anh em nhá. Rồi. Vẫn là cái mẫu lết gọi là quen thuộc, mẫu lết anh em mà vẫn gọi là bán chạy nhất. Đấy. Có thể là cái mẫu lết một mắt được anh em thích nhất, nhưng mà để bán chạy nhá, em vẫn nhấn mạnh mẫu lết đầu to lại là mẫu chạy nhất. Đơn giản vì cái giá tiền của nó là phân khúc giá rẻ nhất để dành cho một chiếc lết FI. Xe ga thường nó sẽ tốn xăng, nhưng xe ga được trang bị FI thì nó lại tiết kiệm xăng. Nên là cái mẫu ga mà trang bị FI rẻ nhất của Honda thì anh em cũng có thể cân đối cho em. Nếu là xe nam thì lít lết đầu to là đúng đầu rồi, đúng không ạ? Rất hợp lý để sử dụng những cái chiếc lết có hệ thống phun xăng điện tử. Máy 110, đúng không ạ? Hàng Honda nó lành, nó chắc, nó bền. Thì anh em chọn những cái mẫu lết đầu to nó là gọi là cũng không còn lựa chọn nào khác. Thật sự với tầm tiền hơn 10 triệu. Anh em cứ chọn cho em mẫu lết này thì chán bán vẫn được giá, đúng không ạ? 99E1 nha anh em nhá, 04820, một chiếc Avalet đời 2011-2012. 12 triệu anh em nhá, 12 triệu có dọn mất 300, 12 triệu 300. Đấy, để khách hàng có thể lựa chọn mẫu lết 2011 thôi. Rồi, cũng có đầu tư cái tem mới này, nhưng mà chưa bóc này. Đây, mình sẽ bóc luôn rồi anh em xem. Đấy, lớp bong từ bóng ngoài thôi, vừa mới dọn xong. 12 triệu 300 cho một chiếc lết hàng 2011. Đấy, bảo hành máy móc đầy đủ cho anh em, anh quay cả bửng máy này. Đấy, ra máy thì có sơn lại rồi. Máy zin nhá, hàng máy zin luôn. Đây, cái này có sơn thôi, còn củ máy, cốt máy là chưa có lên. Biển 99, 12 triệu 300, bao cả dọn cho khách hàng rồi. 12 triệu 300 nha anh em nhá. Máy zin anh em nghe tiếng nó cũng rất là chất nhá, rất là chất và chắc luôn. Được rồi em ơi, con này được ok rồi chứ.